cá mú. Đấy, mực gỡ té nha cô nhỉ. Mực không có râu không gai nữa để đây này, con này nó quấn rồi mạnh lắm đây này. Theo vòng của nó mới ra được cô nhỉ. Ừ. Cần mực sông. Mực câu. Tươi xanh. Một ngày nhà cô thở thả mấy treo này cô? 6 treo. Mực tươi vẫn đang đổi màu. Đánh cạn người ta lội người ta kéo cô. Ăn cá, ăn cá tươi, cá rịa. Đánh được tính cả mực. Cá này đi tàu đấy. Toàn cá cân, toàn cá chết rồi. Thì đây toàn cá chết. Cá này nó vẫn tươi. Vẫn mấy con nữa vậy? Một. Bên đây cũng còn một hai con gì nữa thôi. 7 cân. 26 con. Vừa nãy 16 con rồi. Covid, Covid. Ở nhà mình bà anh cứ gọi Covid thế. Ở đây Covid. Covid. Covid đấy. Phải là Covid. Covid bao giờ ra được đến đảo? Lại vậy thì gọi sô cô la chứ. Cái này cứ ngâm qua một đêm rồi sáng lành cáo rồi. Chào con cá. Cá dìa này cắm. Cắm mà nó quấn kinh lắm nha. Cào nó gặp con cá mú và con cá cào đó. Dạ, cào chả bước. Dạ cào say lắm. Qua là say sóng ngỡ mặt này tỉnh. Sống say hẳn nhé. Cầu bù tóc rối. Đã
đây nước cả không ai đi cào hải sản đâu cô nhỉ, không không đi cào. Đây, ra quay á. Ra quay rồi. Cậu thì quay. Là báo hả? Báo gì cho quay chơi với. Chơi á. Facebook vậy. Covid. Ê, con mực tươi, hai con.